Nội thất Xuân Hòa, 40 năm tự hào kiến tạo giá trị Việt. Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thành lập năm 1980 là một trong số những doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, Xuân Hòa đứng vững ở top đầu doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất của Việt Nam, sản xuất và cung ứng hơn 600 mã sản phẩm các loại thuộc 5 ngành hàng gồm nội thất văn phòng, gia đình, trường học, công cộng, y tế với hơn 1 triệu sản phẩm bán ra mỗi năm. Sản phẩm của Xuân Hòa đã trải rộng khắp đất nước và vươn xa ra quốc tế với các đối tác lớn trong ngành nội thất như IKEA của Thụy Điển, Habitat của Pháp, Sankin của Nhật Bản, Colon của Mỹ. Bên cạnh đó, Xuân Hòa còn là đối tác sản xuất cho các tập đoàn toàn cầu như Toyota, Honda, Samsung, VinFast, đáp ứng tốt các tiêu chí về chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành sản phẩm. Để luôn là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nội thất, Xuân Hòa đã có sự chuyển mình liên tục, đầu tư dây chuyền, máy móc công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới đến từ các nước tiên tiến như Italy, Nhật Bản, Singapore, được quản lý vận hành bằng phần mềm chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời kỳ 4.0. Nhờ đó, Xuân Hòa luôn nhận được sự hài lòng và tín nhiệm từ khách hàng trên con đường thực hiện sứ mệnh kiến tạo giá trị Việt cho một thương hiệu nội thất đẳng cấp. Thách thức lớn nhất ập đến khi cả thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19, lãnh đạo công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam càng nhìn nhận rõ vai trò của chuẩn hóa quy trình sản xuất. Thời gian qua, Covid ảnh hưởng rất là nhiều đến Xuân Hòa nói riêng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung ở Việt Nam. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi đơn hàng giảm, doanh thu giảm và lợi nhuận cũng đồng thời giảm theo, cũng như là phải tăng rất nhiều các chi phí về vấn đề xét nghiệm, chi phí về phòng trừ dịch bệnh và chi phí liên quan đến cái việc mà sản xuất kinh doanh. Đứng trước những cái khó khăn như vậy thì công ty cũng phải tìm ra những cái giải pháp phù hợp để vượt qua. Cụ thể như là chúng tôi cũng nỗ lực là hợp tác với những cái đối tác để duy trì được cái đơn hàng trong những lúc khó khăn và tìm kiếm những cái đơn hàng mới. Từ cuối năm 2020, Xuân Hòa đã hợp tác với dự án USAID Linh SME trong việc nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tìm đối tác xuất khẩu sang các thị trường mới. Dự án cũng hỗ trợ cho Xuân Hòa ngay từ đầu, những ngày đầu tiên làm chương trình này. Cụ thể như là có các chuyên gia đến giúp Xuân Hòa đánh giá cái năng lực của mình, xem là mình đang có những cái gì ổn, cái gì chưa ổn. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị, liên quan chất lượng. Thì các chuyên gia cũng có những cái kiến nghị để Xuân Hòa có thể cải thiện. Ngoài ra thì bên dự án cũng hỗ trợ cho Xuân Hòa về những cái tư vấn về kỹ thuật, những cái hỗ trợ về tìm kiếm khách hàng đầu cuối và những cái nguồn vốn nữa. Và chúng tôi thì cũng rất là quyết tâm vì Xuân Hòa cũng lựa chọn con đường là tìm đến những cái đối tác rất là lớn ở nước ngoài và làm một cách chuyên nghiệp. Một doanh nghiệp có nội lực, tầm nhìn và được sự hỗ trợ kịp thời từ chính phủ và các tổ chức quốc tế sẽ tạo đà phát triển trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn và khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.